một sáng mùa xuân bầu trời đầy én bay một người từ hai ngoài quay về cô hương mang theo nỗi khát khao về một nhịp câu mang theo nỗi ước mơ về kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Góc nhìn Hoàng Dư Hùng thứ bảy Ngày 27 tháng 3 năm 2021 Thưa quý vị, trong vài tháng qua Nạn kỳ thị người da vàng Và tấn công người da vàng Càng lúc càng gia tăng ở tại nước Mỹ Nhất là ở tại vùng Vịnh San Francisco Trong mạng xã hội hơn tháng qua, người ta rất là lo âu khi có những tiếng anh nó gọi là challenge là một cái sự đố họ gọi là slap an asian challenge tức là thách đố tác người cha người á châu một cái là một cái sự thách đố tác người á châu một cái làm cho những người á châu ở trong khu vực san francisco rất lo âu và nhà cầm quyền ở tại San Francisco và khu vực đó rất là kinh hoàng Họ phải chú ý Nhất là có một cái sự kiện xảy ra vào ngày 19 tháng 3 năm 2021 Ở trên một chiếc xe bus, nó gọi là Mooney Bus thưa quý vị Xe bus đó đó Vào ngày 19 tháng 3 thứ sáu thứ tuần qua Thì thấy một cái cảnh là tấn công một người phụ nữ Á Châu tấn công người phụ nữ Á Châu đó thì người ta không biết rằng là có phải là nguyên do là xuất phát từ cái việc mà gọi là challenge đó tức là thách đố đó hay không nhưng mà người phụ nữ Á Châu đó bị tấn công đó thì cảm thấy rằng là rõ ràng là ở tại San Francisco có sự kỳ thị rõ ràng là ở tại San Francisco có kỳ thị thì hôm thứ năm cách đây hai hôm cảnh sát của San Francisco phải đưa ra một cái tín hiệu ngay lập tức để giảm bớt cái sự kỳ thị đó. Theo cảnh sát đó, thì họ nói rằng là họ ý thức được hay là họ dùng nguyên văn như sau như vậy, họ tweet ra luôn họ gửi ra hết các bản tin họ nói rằng là chứ we are aware of a social media post warning the Asian community about an assault that allegedly took place on a minibus on Friday, March the 19th. Chúng tôi biết trong cái vấn đề mà mạng xã hội nó cảnh báo người cộng đồng gia vàng về vấn đề tấn công đã được xảy ra vào một ngày 19 tháng 3 ở tại một chiếc xe bus minibus. Nhưng mà đó là cho tới giờ phút này thì cảnh sát chưa có xác nhận được À, chưa có xác nhận được cái đó nó có liên quan đến cái việc mà người ta thách đố trên mạng xã hội gọi là slap an asian challenge à, nếu mà nếu mà cảnh sát nói như vậy mà viết ra mà bảo rằng là chứ tôi xác nhận là nó có liên quan thì chắc là, là là khủng hoảng lớn thưa quý vị nên là tôi nghĩ rằng là cảnh sát phải nói như vậy thôi là vì sao rồi cảnh sát phải nói là, chứ là tôi chúng tôi khuyến khích tất cả những người mà là nạn nhân của cái vấn đề kỳ thị ở tại San Francisco phải khai báo và phải nộp một cái gọi là cái báo cáo với cảnh sát ngay Đúng không phải báo cáo với cảnh sát ngay thưa quý vị thì đương nhiên rồi khỏi cần có cái này thì người dân ái châu hay là hay là người mỹ ai có một cái chuyện gì đó thì họ cũng báo cáo cảnh sát nhưng mà đây là cảnh sát cố gắng làm dịu cái tình hình căng thẳng ở tại san francisco và khu vực đó cảnh giác của nó tiếp luôn là we want to remind the public that San Francisco emergency service dispatchers and first responders have access to language lined interpreters for those who have limited proficiency with the English language. Chúng tôi muốn nhắc nhở với cộng đồng nó đó, đó là ở tại cái trung tâm gọi là khẩn cấp của San Francisco cũng như là cái trung tâm mà gọi là first responder tức là cái người mà trả lời trực tiếp liền đó đầu tiên đó là có cái quyền có những cái gọi là access tức là tiến vào trong cái việc mà dịch tức là cho những ai mà yếu kém về sinh ngữ anh văn tức là họ sẵn sàng có những người nói bằng tiếng địa phương như là tiếng trung quốc tiếng việt nam tiếng gì đó hoặc là họ dịch cho quý vị cho nên quý vị cứ việc gọi ngay số gọi là khẩn cấp 911 ý họ nói như thế thưa quý vị là cảnh sát phải đóng một cái vai trò rất là giải hòa bây giờ chứ không thì là người dân nhất là người á châu ở tại cái vùng b san francisco đó thưa quý vị là gồm có nhiều người trung quốc nhiều người việt nam nhiều người triều tiên xin lỗi người nhiều người hàn quốc nhiều người nhật bản philippines ở nơi đó rất đông thì họ bất mãn nên bây giờ là cảnh sát san francisco nói là chứ, ý, chúng tôi biết rằng là có một cái cuộc tấn công đó nhưng chúng tôi không có xác nhận được cái cuộc tấn công đó nó có liên quan gì với cái vấn đề mà người ta đặt ra cái gọi là cái cái thách đố slap an Asian slap attack an Asian là người Á Châu tôi quý vị chưa có bao giờ có cái cảnh mà cái kiểu mà công khai mà đặt ra một cái sự thách đố đó biết rằng trong lịch sử của nước Mỹ sự kỳ thị chủng tộc nhất là kỳ thị với người da màu và những người da vàng Người da vàng bị kỳ thị hồi cái thế kỷ thứ 19. Nhất là khi mà ở tại cựu Kim Sơn, tức là San Francisco, họ là những người Trung Quốc, họ làm cái vai trò là xây dựng đường rầy xe lửa. Thì đã bị kỳ thị rất là lâu rồi, chứ không phải không có. Nhưng mà từ cái thế kỷ thứ 20 á, năm 1980 mấy rồi cái sự kỳ thị đó nó được giấu kín sau khi mà ông Martin Luther King là ông vận động được và ta thành công đã thông qua cái Civil Rights Act năm 1964-65 thì sự kỳ thị đó nó không có ra mặt bao nhiêu nữa hết nhưng bây giờ đó là sau khi mà cựu tổng thống Donald Trump tuyên bố cái dịch covid-19 là China virus hoặc là ông gọi nó là khăn flu đó thì tự nhiên cái sự kỳ thị nó bộc phát ra nó bộc phát ra khắp nơi trên nước Mỹ những thành phố lớn như là New York City này và San Francisco là bị ảnh hưởng rất là trầm trọng nên chúng ta thấy rằng là có những cái cảnh mà tấn công người cha vàng không cần biết đó là người Trung Quốc hay người Việt Nam hay là người Philippines tấn công rối tới tấp như cụ Phạm Thế Ngọc 91 tuổi đang đi ngoài đường thì cũng bị một thanh niên 39 tuổi ở San Francisco đẩy té xuống đường. Một cụ bà 83 tuổi người Việt Nam cũng bị đẩy té xuống đường. Một cụ bà người người, người gốc Quảng cũng bị một thanh niên là 40 tuổi tự nhiên đấm vào mặt nhưng mà bà ấy ngon lành Mà cầm cái quấn lại người đó bị thương đi nằm nhà thương vân vân và vân vân đó là cái cảnh kỳ thị chúng tộc nhất là kỳ thị người da vàng đang bị bộc phát trong cái thời kỳ này rất là trầm trọng. Thì uh, cảnh sát của San Francisco đã tìm bằng mọi cách là giảm thiểu cái sự kỳ thị đó và nói rằng là cái việc mà không biết là cái kỳ thị mà những cái trận trận mà đánh giống như là ở trại đối với người phụ nữ da vàng ở trong một cái chiếc xe Moon bus đó, nó có liên quan gì đến cái Cái việc mà gọi là phong tạo, cái phong slap and Asian? we have not located any reports related to this post and we are not able to corroborate claims of a slap challenge taking place in the Bay Area. We encourage anyone to become a victim of crime in San Francisco to file a report. to report crimes in progress or other emergency. The public should call 911. Đó, đó, là lời của cảnh sát đưa ra đó là chúng tôi không có thấy có một cái báo cáo nào liên quan đến cái post mà đang ở cái phong trào đó là slap an Asian cả slap an Asian challenge chúng tôi không thấy Chúng tôi không phải có một cái báo cáo nào mà để gọi là xác minh được cái slap ở challenge đó nó gây sự thiệt hại Ở tại khu vực San Francisco Chúng tôi khích lệ tất cả những ai là nạn nhân Ở tại San Francisco nên báo cáo với cảnh sát ngay Và nên gọi 911 Thì như tôi đã nói hồi nãy đó là Lúc nào họ cũng nói rằng là Chưa có Nhưng mà phải để như vậy để cho mình sao khích lệ cho những người Á Châu nên gọi cảnh sát ngay lập tức và làm giảm thà cái sự căng thẳng giữa người Á Châu và người địa phương da trắng thưa quý vị. Trong uh, các báo cáo hơn tháng qua thì đã thấy rằng là ở tại khu vực San Francisco và Oakland có rất là nhiều sự kỳ thị như tôi có nói hồi nãy họ nói rằng là những người ở tại Oakland mà trong cái khu phố 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 tàu gọi là Chinatown á, thí dụ như một người phụ nữ 83 tuổi à, cũng đã bị đẩy té sắp xuống đất rồi một cụ ông 91 tuổi là người Việt Nam cũng bị đẩy té sắp xuống dưới đất vân vân và vân vân rất là nhiều cho nên là những cái từ ngữ rất là mang nặng sắc thái kỳ thị là như go back to China hay là kung flu gì đó mà kung flu là do chính cựu tổng thống donald trump đẻ ra cái vụ đó làm cho đó là những người gốc á ở tại khu vực san francisco rất là bất an thưa quý vị họ không phân biệt được người trung quốc hay là người philippines hay người hàn quốc hay người nhật hay là người việt nam mà họ chỉ thấy là người gốc á thì họ nghĩ đó là nơi xuất phát của tai họa covid 19 nên gây ra cái sự thù hận không cần thiết thưa quý vị đó là bản tin tôi xin gửi đến quý vị và góc nhìn của tôi đó đó là nếu là người việt nam nếu là người việt nam thì xin quý vị tham gia vô các cái việc biểu tình hoặc là các cuộc họp lên án cái việc kỳ thị chúng tộc kỳ thị người châu á do chính quyền địa phương tổ chức chúng ta nên cộng tác không phân biệt người trung quốc hay người việt nam vì chính những người mỹ địa phương không phân biệt được trung quốc hay địa phương vấn đề có nhiều vị không hài lòng với người Trung Quốc vì người Trung Quốc ăn hiếp người Việt Nam, lấn chiếm ở tại Biển Đông. Cái đó là cái, cái vấn đề chính trị hãy để cho nhà nước Việt Nam lo. Chuyện đó nó nằm xa vời với quý vị lắm. Nhưng mà tại địa phương quý vị đang sinh sống, thì quý vị nên hòa đồng với các sắc dân Á Châu khác để tranh đấu cái quyền lợi của mình khỏi bị kỳ thị. Đó là góp ý của tôi và góc nhìn của tôi đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thưa quý vị, tôi cũng xin thưa với quý vị đó là nếu mà đã có những người mà họ tới họ nói gì đó mà quý vị muốn ăn chắc cứ nói tôi là I'm a vietnamese tôi là người việt nam tại vì nhiều người mỹ đó họ biết người việt nam khác với người trung quốc thì họ còn có cảm tình họ không có tấn công quý vị một cách vô cớ cứ thấy ai mà người da trắng mãi hung hăng mà tới sát gần quý vị thì cứ nói là a vietnamese đó là một cách để quý vị bảo vệ quý vị tôi xin chia sẻ với góc nhìn của tôi đối với quý vị như vậy Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi với tôi Góc nhìn Hoàng Dư Hùng ngày 27 tháng 3 năm 2021 về tình hình kỳ thị người Á Châu ở tại nước Mỹ, nhất là ở vùng vịnh San Francisco. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.